Lại nữa, này Kiều Thi Ca, trước đây ông hỏi các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa nên cầu ở đâu phải không? Này Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên cầu nơi sắc, cũng chẳng nên lìa sắc mà cầu, chẳng nên cầu nơi thọ tưởng hành thức, cũng chẳng lìa thọ tưởng hành thức mà cầu. Như vậy cho đến chẳng nên cầu nơi trí nhất thiết, cũng chẳng nên lìa trí nhất thiết mà cầu. Chẳng nên cầu nơi trí đạo tướng trí nhất thiết. Ủa?